Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm phổ cập giáo dục xóa mù chữ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong tỉnh đã tích cực trong việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho các đơn vị trường học, thực hiện đúng đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh các cấp học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Thời gian qua, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ luôn được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Long Xuyên quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm, Ban chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, tăng cường kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở các địa phương. Do đó, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên. Đặc biệt, ngành giáo dục thường xuyên phối hợp tổ chức đoàn thể và địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình mới như cán bộ giáo viên đỡ đầu học sinh nghèo khó khăn, gây quỹ tương trợ giáo dục, qua đó tạo nhiều sân chơi, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, thu hút học sinh đến trường, gắn kết bạn bè, lớp học. Đạt được điều này thì trong thời gian vừa qua thì thành phố Long Xuyên đã có những cái bước chủ động thực hiện để duy trì và nâng chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Cụ thể là thứ nhất là công tác về tuyên truyền phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố cũng như là các cái phường xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về công tác giáo dục phổ cập xóa mù chữ trên địa bàn các phường xã cũng như thành phố nói chung, và kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ từ phường xã đến thành phố. Cái thứ hai là đối với các cơ sở giáo dục cũng như là các cái phường xã là từng bước là tiếp tục là cập nhật về cái các cái độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi, bên cạnh đó là cập nhật cái trình độ từ 0 đến 18 tuổi để nâng cái tỷ lệ phổ cập với giáo dục của thành phố. Toàn tỉnh hiện có 714 trường học, trong đó 179 trường mầm non, mẫu giáo, 307 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở và 54 trường trung học phổ thông. Nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang tăng cường sắp xếp lại mạng lưới trường học theo hướng giảm các trường có quy mô nhỏ. Do đó, cơ sở vật chất từng bước được mở rộng, trường lớp khang trang hơn. Số trường đạt chuẩn quốc gia tính đến nay đạt tỷ lệ 53,62%. Với việc triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp, tích cực công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh, đã đạt những thành tích phấn khởi. Tỉnh đã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2023, 156 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2023. Riêng phổ cập giáo dục trung học cơ sở có 156 xã đạt chuẩn mức độ 2. 2 trên 11 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Thì cái công tác phổ cập không chỉ là đến khi cái thời điểm nào đó mình chuẩn bị kiểm tra thì mình mới làm, mà là phải là cái công việc thường xuyên. Và công việc quan trọng nhất đó là phải làm sao mà đạt được cái phổ cập tự nhiên. Phổ cập tự nhiên tức là công tác huy động học sinh, phổ cập 5 tuổi thì là trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo, rồi sau đó là đầu cấp tiểu học lớp 1, và đặc biệt là phải hoàn thành chương trình tiểu học, phải cái tỷ lệ tối đa so với dân số độ tuổi, rồi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỉnh đã duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2023, 156 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tỉnh duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2023. Riêng phổ cập giáo dục trung học cơ sở có 156 xã đạt chuẩn mức độ 2. 2 trên 11 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Đối với kết quả xóa mù chữ, toàn tỉnh có 147 xã đạt chuẩn mức độ 2, 8 trên 11 huyện đạt chuẩn mức độ 2. Từ kết quả trên, mới đây, tỉnh An Giang được Đoàn Kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2023. Trước mắt là duy trì cái kết quả cũ và nâng dần cái chuẩn lên. Cụ thể là đối với phổ cập mẫu giáo 5 tuổi đó, thì làm sao mà huy động được tối đa. Hiện giờ thì mình cũng đạt trên 99% rồi, là trẻ em 5 tuổi vào học mẫu giáo để có cái tiền đề cơ bản đảm bảo các em chuẩn bị vào lớp 1, và làm sao có nhiều giải pháp để giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là ở các cái điểm trường lẻ.
Rồi đối với tiểu học thì cố gắng để huy động tối đa, thì cái việc này chúng ta cũng đã làm trong thời gian qua rất là tốt, tức là huy động tất cả 100% học sinh trong độ tuổi 6 tuổi đó vào lớp 1, và trong cái giai đoạn tiểu học thì không để tình trạng học sinh bỏ học. Để duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của tỉnh trong thời gian tới, An Giang ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 29 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 156 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, 11 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở, hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 96%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Vũ, sinh năm 2000 và Phạm Văn Tèo, sinh năm 2004, cùng trú tại huyện Châu Thành về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra xác định, Vũ và Tèo là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sâm Hồ thuộc khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành. Tức giận vì việc bị chị B là quản lý xưởng của công ty nhiều lần nhắc nhở và Vũ vi phạm nội quy của công ty, Vũ rủ Tèo sử dụng xe mô tô của Tèo chở Vũ cầm dao chém chị B để trả thù. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8 năm 2024, Vũ cùng Tèo đeo khẩu trang và dùng băng keo đen dán che kính biển số xe rồi chở nhau đến khu công nghiệp Bình Hòa đợi chị B. Khoảng 15 phút sau, Vũ thấy chị D cũng là quản lý của công ty điều khiển xe mô tô chở chị B ra về. Vũ kêu Tèo đuổi theo sau xe chị D. Khi đến đoạn đường vắng, Vũ dùng dao chém trúng vùng lưng chị B gây thương tích 2% và trúng cánh tay trái của chị D gây thương tích 2%, rồi đem xe và con dao gây án cất giấu. Sau đó, Vũ chở Tèo đến công ty làm tăng ca. Còn hai chị B và D đến trạm y tế xã Bình Hòa khâu vết thương và đến công an xã Bình Hòa trình báo vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự công an huyện Châu Thành nhanh chóng xác định, bắt giữ Vũ và Tèo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Hôm qua, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Phước Ngọc, sinh năm 1984, ngụ tại ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, chiều ngày 1 tháng 2 năm 2024, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành kiểm tra bắt quả tang Đặng Phước Ngọc cất giấu tổng cộng 4 đoạn ống nhựa bên trong chứa ma túy tổng hợp và một bọc ni lông chứa ma túy tổng hợp phía sau trại của Ngọc. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận, từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Ngọc bán ma túy nhiều lần cho 6 người nghiện trên địa bàn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Trước ngày bị bắt, Ngọc mua 2 triệu đồng ma túy của đối tượng tên Ý, không rõ họ tên, địa chỉ, tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, đem về phân ra thành nhiều tép nhỏ để bán cho người nghiện. Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Phước Ngọc mức án 8 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.